xin giới thiệu với quý vị một cái hộp đựng khăn giấy bằng gỗ sồi của Thái Công bán trị giá gần 30 triệu. Bữa nay mình cũng bán một cái món đồ nó rất là giá trị, đâm ra mình phải ăn mặc cái lịch sự chút xíu nha anh em. Đó, giới thiệu với anh em một cái hộp gỗ như thế này. Đó, được phủ bên ngoài là cái lớp gỗ đỏ đến từ châu Phi và xương của nó là cam xe ở Việt Nam mình. Đó, thì anh em biết á, cây cam xe ở Việt Nam mình mà khi khai thác á, là cái cây nó đã hàng trăm năm nha anh em, chứ không phải đơn giản. Còn cây gỗ đỏ mà nó tạo được cái dân da beo như vậy nè, là hàng triệu triệu cây mới có được một cây, chứ không phải đơn giản đâu nha anh em. Đó, thì mình giữ từ cái lúc mình còn nghèo khổ tới bây giờ thì mình đã có tiền mình mua được cái loa vi tính này nha anh em, rất là xịn sò luôn. Sau mấy chục năm tích góp thì mình đã mua được một cái cặp loa vi tính như thế này. Thì anh em thấy cái hộp của Thái Công nó rất là bình thường, không có gì đặc biệt hết trơn á. Còn cái hộp của mình nè, rất là nhiều tính năng xịn sò và nó được hình thành từ gõ từ tính từ châu Phi. Hàng triệu triệu cây mới có một cây nha anh em. Rồi cắm xe đến từ Việt Nam, hàng trăm năm mới khai thác được. Mình sẽ quyết định niêm yết cái giá trị của cái hộp này ở trên sàn với mức giá là 387 triệu. Rồi, anh em bấm vô cái giỏ hàng ngay cái tay mình chỉ nè, anh em thấy cái giá của nó và có thể mua được luôn nha.